Sáng giờ chắc nó nóc rồi á. Chưa hả? Ủa đâu mất tiêu đó rồi, đủ ăn hết nhiều lắm rồi đó, sao mất tiêu không thấy gì đó rồi. Bay quá tiêu mồi hết rồi. Lần đầu tiên trải nghiệm đi Harris săn bầy nha anh em. Ruộng gì mà giờ còn thẻo gì rồi đi một bài đi chung với nhau vậy im đâu vậy? Hẹn đó hả à? Ồ nãy em xuống cái bài hay gì vậy? Mà kia mình dí không? Hồi nãy em với bọc kia đi chung với nhau kìa. Không thứ một con dí em con cầm lợi biết không? Chừng nào mà lợi nó có bóc lên lợi á hiểu không? Con dí con vịnh lợi chừng nào mà nó giục cái gì mình rớt xuống cái nó bay lên nữa là cái này tới tới liền. Cò nó hết rồi cò ơi. Cò ra cho dí thử coi cò. Đó, thằng nào? Thằng nào? Chạy chạy đường nào? Tao luôn rồi, luôn hả? Trời ơi. Phê không? Phê không? Phải không à? Kêu nó về, kêu về, kêu về, kêu về. Chứ mình kêu đứng cho khác kêu. Má khai vuốt rồi ngài. Khai vuốt rồi anh em ơi. Ủa má đi rừng khai vuốt rồi. Khai vuốt mồi khủng à. Đụng má chắc hồi tôi chém thấy mẹ quá. Đi rừng khai vuốt rồi. Bữa nay không xuống rồi, xuống ruộng lên rừng. Khai vuốt rồi nè. Rồi, kết thúc nha anh em. Tiêu thủ lần đầu là tiên làm chuyện ấy, quá đuối rồi. Rồi, chống mớm anh em ơi. Ai da. Quên đây anh em. Diều Harris nha anh em. Diều Harris sang cầu nha. Rồi, let's go.